Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà nơi các môn đệ tập họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn của người. Bây giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Anh em hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Anh em cầm tội của ai thì tội của người ấy bị cầm lại." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đúng như lời chúng ta trong ca tiếp liên chúng ta đọc, nếu không có Chúa soi sáng, chúng ta chẳng biết gì về Thiên Chúa. Nếu Chúa Giêsu không nói rằng Thiên Chúa có Cha, có Con, có Thánh Thần, thì chúng ta không biết rồi. Rõ ràng không ai nói cả. Và thì bây giờ Chúa Giêsu có nói rồi, tuần sau chúng ta sẽ nghe Thầy có nói nhiều điều mà anh em không hiểu. Đúng, Chúa Nhật này và Chúa Nhật sau là hai Chúa Nhật trong năm khó soạn bài giảng để chia sẻ nhất, vì những người đứng giảng không biết gì hết. Hôm nay nói về Chúa Thánh Thần không biết gì, nói về Thiên Chúa Ba Ngôi tuần sau càng mù tịt nữa. Cho nên chỉ dựa vào những gì là giáo huấn của giáo hội, là lời dạy của Chúa Giêsu, chúng ta có thể suy nghĩ như sau. Có nhiều người nói, bởi vì luồng gió thổi vào cho nên các ông mới thay đổi, các ông mới can đảm mở cửa ra hết để đi giảng tin mừng. Đúng theo một nghĩa, nhưng không đúng theo cái nghĩa đen. Có nghĩa là con người các ông đâu thay đổi. Đổi cái gì? Ở trong tâm, ở trong trí, chứ con người vẫn như cũ, chứng nào tật nấy. Bằng chứng là mấy bữa nữa Chúa Giêsu lên trời, tuần rồi chúng ta nghe đó, Chúa nói cái này trước khi Chúa về trời mà. Vậy mà lúc Chúa về trời, mấy ông vẫn hỏi: "Tới thời kỳ lập quốc chưa?" Đó là câu hỏi mà cha Thuấn và cựu linh mục Nguyễn Ngọc Lan nói, đó là một cái ngứa miệng kinh niên của cái mộng quyền bính, ham làm quan, ham làm tướng, hơn là đi theo Chúa Giêsu. Đi 3 năm rồi, Chúa giảng dạy biết bao nhiêu, Chúa nói tới nói lui căn dặn, vậy mà trước lúc chia tay còn cất tiếng hỏi chừng nào lập quốc, để chúng tôi đứa làm bộ trưởng, đứa làm thứ trưởng, đứa làm thủ tướng. Không, các ông vẫn chứng nào tật nấy, vì cái luồng gió đó đâu có thổi sập bàn ghế, đâu có làm tróc nóc nhà, nhưng nó thổi bên trong. Đó là luồng gió của một cái cảm hứng của tình yêu nào đó. Tôi dùng một ví dụ thô thiển sau đây. Ai đi du lịch bên đất nước Ba Lan, tới thành phố Krakow, trong một quảng trường của thành phố, người ta nhìn thấy một bức tượng của một nhạc sĩ vô danh, không có để tên, đang đứng kéo vĩ cầm violin, đầu nghiêng tựa cái cầm để giữ cái đờn, tay bấm, tay kéo cái cần đàn, mắt nhắm lại. Mà bên vai bên đây có con chim nhỏ đang đậu và miệng nó mở ra, có nghĩa là nó đang hót. Và tiểu sử của ông đó là một nhân vật có thật mới khổ vậy. Nhưng người ta tôn trọng di chúc của ông, không để tên. Ông là một người rất ham âm nhạc. Mà vĩ cầm, người Âu Châu gọi vĩ cầm là nàng vĩ cầm, vì nó có cái eo cũng giống như người phụ nữ.
nàng Vĩ Cầm nhất, là một công chúa trong âm nhạc. Ông mê lắm, ông ấy tập liên tục, mà hãy mỗi lần ông ấy tập là hàng xóm nó khổ quá sức. Như cái tiếng con ngỗng bị kẹt với hàng rào, nó kêu é é é é sợ. Ông ấy đi làm về là lấy cái đàn ra tập. Rồi một hôm xóm giềng mới họp lại, cử một người can đảm nhất đến nói với ông ơi, ông đừng có hành hạ lỗ tai chúng tôi, ông đi đâu xa xa ông tập đi. Ông ấy thích lắm, thôi cũng được. Thế là chiều về lấy cái đàn, cái hộp đàn cột lên đằng sau xe đạp, đạp ra bìa rừng và ngồi xuống trước khi kéo đàn những bài tập thôi. Ông nói đấy, nhân loại không biết thưởng thức tiếng đàn của ta thì thiên nhiên sẽ thưởng thức. Chim đang chơi, đang nhảy chung quanh vào buổi chiều, ông kéo cái nó bay. Tụi bay cũng không biết thưởng thức tiếng đàn của ta, tụi ta kéo một mình vậy. Đó là cứ đi làm về, ông ra rừng ông kéo, chim cứ bay, không sao, cây cỏ nó nghe. Nhiều ngày như vậy, sau khi kéo một bài tập, ông ngừng lại nghe tiếng chim kêu, chip chip chip. Wow, ta có một người bạn ái mộ rồi. Bắt đầu có một, sẽ có nhiều. Ông ấy đi tìm, thì ra con chim non, nó thiếu kinh nghiệm. Khi nó nghe ông kéo đàn, mấy con kia cất cánh bay lên, nó bay xà, lại vướng vào bụi gai. Chui vào đó, gai nó móc dính. Ông ấy tới, ông nghe tiếng kêu, ông tới. Ồ, nàng chim nhỏ của ta. Thế là ông thấy nó dính, ông ấy gỡ ra. Rồi thấy nó có máu, ông lấy khăn tay, ông bọc lại. Và vì ông bọc lại như vậy rồi, ông bỏ vào cái túi áo vest của ông, nó đâu có bay được. Ông trân trọng lắm, về nhà, bỏ nó vào cái hộp, cất cái đàn đi, đạp xe xuống phố, mua cái lồng đẹp nhất, để tặng thưởng cho người bạn biết thưởng thức âm nhạc của ta. Đem cái lồng về, để con chim vào, nó kêu chip chip, ông là thích quá, ông nói đấy, nó hát. Thế là ông lấy đàn ra kéo, phụ họa vô, hàng xóm nó chết cha. Bây giờ khuya rồi, nó còn đem đàn về kéo, là nó đâu coi mình ra gì. Và nhiều ngày ông đi làm về, ông kéo cho con chim nó nghe. Một hôm, họ cử một người thanh niên phá cửa sổ của ông chui vào. Khi họ biết lý do ông kéo đàn là vì cho con chim nó nghe, thế là họ mở lòng cho con chim bay mất. Lúc đó nó lành rồi. Người nghệ sĩ đi làm về thấy cái lòng trống, không sao, nghe tiếng đàn của ta nàng sẽ về. Thế là mở cửa sổ ra đứng kéo. Hàng xóm nhìn lên nó chết cha, bây giờ nó thách luôn rồi. Mình thả con chim nó, tức là mình lại vi phạm một điều rất là sơ đẳng. Bây giờ kéo mở cửa sổ luôn, không có dấu giếm nữa. Kéo hết bài này tới bài khác, nhìn lại không thấy, cái lòng vẫn trống. Thế là ông vác cái đàn xuống, ông nói chắc cái xóm này nó biết buồn, con bạn ta không nghe. Ông xuống giữa quảng trường thành phố, đứng kéo, ôi trời ơi. Mà vì thấp quá không ai nghe, leo lên cái bục chỗ xịt nước đó, đứng ở trên đó kéo. Say mê kéo hết bài này tới bài khác mà ông ấy thuộc, toàn bài tập không. Rồi tới lúc mệt rồi, ngừng lại thấy người ta đứng chung quanh. Ông sợ quá, có hai viên hiến binh, đó là cảnh sát đứng đó với ông thị trưởng. Mọi người đang đứng im nhìn ông. Ông nói, xin lỗi quý vị, tôi quấy rầy quý vị, thôi cho tôi đi về vậy. Thì ông thị trưởng tới bắt tay và nói, chưa bao giờ thành phố này, vốn là thành phố mê âm nhạc, nhất là nhạc cổ điển, chưa thấy ai đi biểu diễn mà dùng bài tập cả. Chỉ có ngài, ngài dùng bài tập rất sơ đẳng, mà ngài kéo, ai đây ai cũng cảm nghiệm, có tiếng nước mắt rơi. Tiếng đàn của ngài tuyệt vời, không phải ở những nốt nhạc, mà ở cái âm điệu của nó là những tiếng khóc. Người ta mời ông dạy nhạc viện cho những người sơ đẳng lớp vỡ lòng. Và khi hiểu lý do, mỗi ngày ông vẫn kéo đàn để đợi người bạn của ông trở về. Và chính vì vậy,
mà tiếng đàn của ông thay đổi. Cái tình thương nhớ của một người bạn, mặc dù đó là ảo tưởng, nhưng tiếng đàn của ông nó có tiếng khóc bên trong. Thưa quý vị, tôi nghĩ điều Chúa Thánh Thần làm cũng giống vậy. Một người vẫn ăn nói cọc lóc với người bạn đời của mình. Nếu có ơn Chúa Thánh Thần, tiếng nói đó thay đổi. Một người mẹ vẫn nói cọc cằn, thúc đẩy đứa con, too much expectation. Nhưng mà nếu có ơn Chúa Thánh Thần đánh động, có ơn khôn ngoan tác động lên tâm hồn bà ấy, bà sẽ đổi những lời ăn tiếng nói. Con người vẫn vậy, tiếng nói vẫn vậy, nhưng cái mức độ yêu thương trong từng lời nói nó đổi cái ý nghĩa. Quý vị cứ tưởng tượng một bà mẹ hát bài ca ru con bên cạnh quan tài của đứa bé nó bị sốt xuất huyết chết. Ai nghe mà không khóc theo? Mặc dù chỉ là bài ca, bà vẫn ầu ơ dí dầu để ru cho con ngủ. Bây giờ con ngủ giấc ngủ nghìn thu, tiếng ru của bà khác. Tôi dùng ví dụ thô thiển đó để nói những gì Chúa Thánh Thần làm. Là vì chúng ta vẫn thường đọc Chúa Thánh Thần là nguồn tình yêu. Mà khi có tình yêu nhập vào thì chúng ta sẽ có cảm hứng để làm những tác phẩm. Còn nếu không, vẫn nhìn đứa con, đứa cháu như là những cái thánh giá mà phải vác. Hay là oan gia nghiệp chướng mình phải mang. Chúa Thánh Thần thay đổi cách nhìn của quý vị, lời ăn tiếng nói của quý vị. Và Chúa Giê-xu thổi hơi vào trong lỗ mũi của mỗi người. Đó là hơi của tình yêu của Thánh Thần. Buổi lễ hôm nay là ngày sinh nhật của giáo hội. Giáo hội tồn tại được hơn 2.000 năm. Bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu thời rất bê bối, kể cả những một vài thời giáo hoàng không ra gì. Nhưng giáo hội vẫn là giáo hội của Chúa Giê-xu, vẫn đứng vững là nhờ tác động tình yêu của Chúa Thánh Thần. Xin dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa cho chúng con biết đặt tình yêu vào từng cử chỉ, lời nói, việc làm, nụ cười, cái bắt tay, chứ không làm một cách máy móc, chứ không nói như một người máy nói hay một cái máy cassette phát âm. Xin cho chúng con hiểu rằng khi chúng con làm được điều đó là nhờ ơn Chúa Thánh Thần, và chúng con có cuộc đời của một người Kitô hữu thành công. Xin Chúa chúc lành cho từng gia đình, để mái ấm gia đình là cái tổ, cái nôi của tình thương được thể hiện bằng hành động cụ thể chứ không phải nói lý thuyết.